chưa đủ lực. Hãy nâng cấp lên nó cho em với loa C15 Black, phiên bản Max 40. Nếu mà hay đem ra ngoài sân vườn đánh, hay có anh em họp hành hay là vui văn nghệ, đánh không gian rộng, không gian mở mà full 30 chưa đủ mạnh thì chỉ có nâng cấp lên full 40 thôi. Đây là đánh gia đình kết hợp đánh ở ngoài sân vườn thì em nghĩ là 40 này sẽ rất là hợp này. Ok, là với cặp loa này thì được sơn sần này, chống nước và chống sương. Đúng rồi, cái màu sơn này là sơn chống nước nên là khi khoảng em ngoài sân vườn có gặp phải mưa, cơn mưa rào hay là mưa xuân thì cũng không ngại. Rất là hợp lý đấy các bạn. Lau thì cái là được. Thế em sang bên này xem là lôi mấy cái chiếc này ra xem. Là 40. Còn chiều ngang rộng nhất là 45. Đấy 40, 45, 75. Với không gian nhà rộng của anh thì ở đây chúng em cũng kết hợp cũng như là kết nối cùng với súp 40 để cho phù hợp với chiếc loa C15 340 này. Đúng rồi. Cặp full 40 thì phải đánh với súp 40 và F1800 đi cặp với B15, cặp C15 này rất là hợp. Tông màu này cùng công nghệ sơn chống nước e căng, có những họa tiết hoa văn cũng tương đồng. Viền loa hay là tất cả mọi thiết kế ở đây là đồng bộ, được phối ghép đồng bộ. Đồng bộ từ cái chi tiết nhỏ nhất đó là màu sắc, cái kiểu dáng thiết kế nó ăn xăm nhau, phải giống nhau. Còn về thương hiệu, về thông số kỹ thuật thì bên kỹ thuật chúng em đã phối ghép với anh em thì các em cứ yên tâm, cứ về sử dụng thôi. Đẩy X24 là nền tảng đẩy nền vang cao cấp và cũng là phiên bản nâng cấp rất là mạnh. Với cái cấu hình X22 trước đây thì X24 nó khỏe hơn về công suất này, độ chi tiết nó cao hơn bởi vì cái con chip xử lý tốt hơn, cái con chip DSP cao cấp hơn, DAC cũng cao cấp hơn, cái mạch lọc điện tử của nó cũng thông minh hơn và cái tiếng mic của nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, echo ngọt hơn, effect cũng như là tổng thể tất cả reverb đó là lực hát có reverb, cái tiếng mic của mình rất nội lực, bộ mic không dày 321, còn này là 321 đầu thu nhỏ để rất gọn gàng. Bộ này thì đang có giá là 37 triệu 5 mà. Đúng rồi ạ. 37 triệu 5 thôi. Công ty sẽ tặng anh em full dây rắc và miễn phí giao hàng toàn quốc. Bán kính trong vòng 50 km sẽ được miễn phí lắp đặt tại nhà. Còn công ty chúng em sẽ đi lên đến khoảng 3 đến 400 cây bán kính quanh khu vực Hà Nội. Chúng anh thì tặng các anh em một bài karaoke để chứng minh một bộ cấu hình combo này. Mời em tặng bài hát sung một tí nhé. Dạ. Vâng, và ngay sau đây sẽ cùng test một bản karaoke để gửi tặng đến anh Dũng cũng như là tất cả các anh em theo dõi video. Xin mời các anh em sẽ cùng đeo iPhone ạ. Mà thấy chưa đủ lực, chưa đủ mạnh thì lên ngay cho em con Bass 40 này, sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho tất cả các bác. Và bộ loa này thì ở bên em đang có giá niêm yết tại công ty là 37 triệu 500 ngàn đồng. Các bác hay hoặc anh em nào cảm thấy phù hợp với tầm tài chính cũng như là phù hợp với không gian nhà mình, cần tìm kiếm những bộ loa để phù hợp với những không gian rộng thì hãy cùng để lại số điện thoại phía dưới để em sẽ tư vấn thêm. Và em xin phép được khép lại video tại đây. Xin chào.